Hello, xin chào anh em, đây là con iPad Gen 6. Đã có anh em nào gặp phải cái lỗi này chưa? Thịnh nghĩ là rồi, và khá nhiều anh em có thể gặp phải luôn. Bởi đây là một cái lỗi phổ biến mà mình đã đăng clip này cách đây cũng khoảng gần 1 năm. Hôm nay thì có dịp cái máy vô lại, mình nói lại một số cái chi tiết để anh em hiểu hơn về cái bệnh này. Máy này cô mang đến cho mình và cô nói là không nghe loa. Không nghe loa, nhưng mà khi mà chúng ta vào cài đặt, cụ thể là vào phần âm thanh này, chúng ta test thì chúng ta vẫn nghe. Đó, anh em vẫn nghe được cái tiếng chuông. Đó, vậy thì tại sao loa không nghe? Thì cô nói vào nghe thử trên YouTube sẽ thấy không nghe, hoặc là TikTok gì đó thì vào YouTube thì đúng thật nó không phát loa. Nếu nó bị hư loa thì tại sao chúng ta vào trong cài đặt nó lại nghe? Đó, nên là anh em nào nghe cái bệnh không nghe loa mà vội vã đi thay loa, hoặc là những anh em yêu khoa học đặt loa trên mạng về, mua về tự tách màn hình ra để thay cái loa, thì là anh em đi vào cái mê cung luôn. À, không bao giờ anh em giải quyết được cái lỗi. Nếu mà hư loa thì ở mọi tình huống sử dụng loa nó đều hư. Tại sao nói nó là mê cung? Bởi vì anh em không bao giờ hết bệnh khi mà anh em thay cái loa đó. Rồi khi anh em gặp phải tình huống này, anh em hãy làm cho Thịnh một cái công tác test như thế này. Anh em vuốt từ trên góc xuống. Đó, ngay vị trí kế bên cái thanh tăng giảm độ sáng là cái thanh âm lượng loa này. Nếu nó hiện hình cái loa là máy không có bệnh. Còn nếu ở đây anh em thấy nó hiện hình một cái tai nghe là anh em đang gặp lỗi rồi đó. Tại vì sao? Chúng ta không hề cấm tai nghe, nhưng mà nó hiện ở đây là tai nghe, là nó đang nhận, máy nó đang hiểu rằng chúng ta đang cắm một cái tai nghe vào máy. Thì khi này mặc định của nó sẽ chuyển về chế độ tai nghe. Chế độ tai nghe là như thế nào? Là sẽ không phát ra loa khi chúng ta sử dụng những cái ứng dụng đa phương tiện như là coi YouTube, nghe nhạc vân vân. Nó sẽ đi cái đường tai nghe. Đó, anh em bắt đầu hiểu vấn đề rồi đúng không? Lý do tại sao chuông nó vẫn nghe khi anh em đang gắm tai nghe, có cuộc gọi đến trên điện thoại cũng vậy, chuông nó vẫn đổ, loa nó vẫn phát, nhưng mà anh em đeo tai nghe vào anh em mới nghe được cái cuộc gọi. Rồi, có nghĩa là máy này nó không phát nhạc ra vì nó đã nhận biết rằng máy đang trong một cái chế độ tai nghe, nên cái đường phát ra loa sẽ không được kích hoạt. Ok anh em, vậy bây giờ phải làm như thế nào? Đây là một cái lỗi hoàn toàn do phần cứng luôn, chúng ta không thể giải quyết bằng những công tác reset máy hay chạy phần mềm gì đâu. Cái này anh em bắt buộc phải giải quyết bằng phần cứng và công tác sửa iPad Gen 6 treo dắt tai nghe sẽ được Thịnh giải quyết dứt điểm, với một điều kiện máy anh em đừng có sửa gì sai thì nó sẽ rất gọn gàng và nhanh chóng, trong vòng khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là giải quyết xong, xử lý bằng phần cứng. Rồi anh em nào cần tư vấn sửa chữa về lỗi này cứ liên hệ với Thịnh, chi phí rất là nhẹ nhàng. Đó, luôn làm theo cái hướng đó cho anh em dứt điểm và nhanh chóng ha.